Thạch Rau Câu Long Hải, một thương hiệu triệu niềm tin. Những đơn hàng nối tiếp những đơn hàng, những chuyến xe nối tiếp những chuyến xe. Cứ như vậy, trong suốt nhiều năm qua, Long Hải vững bước trở thành thương hiệu thạch, nhận được nhiều yêu mến và tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam trong cả nước. Tọa lạc tại cụm công nghiệp Gia Lộc 1, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, nhà máy thạch Rau Câu Long Hải được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại để sản xuất các dây chuyền thạch quy mô lớn, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 22000 và HACCP. Từ nhà máy, năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải cung cấp ra thị trường 70.000 tấn sản phẩm thạch Rau Câu thương hiệu Long Hải với các dòng sản phẩm thạch Rau Câu Long Hải, nước Rau Câu Long Hải, thạch Rau Câu uống Exai, thạch Caramel Lapati, thạch sữa chua Natti và nhiều sản phẩm khác. Thạch Rau Câu Long Hải là một trong những đơn vị đi đầu thị trường thạch tại Việt Nam bằng mạng lưới phân phối mạnh trên 63 tỉnh thành, gồm 140 nhà phân phối và gần 50.000 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm của Long Hải. Các sản phẩm thạch cũng được ưa chuộng trên thị trường quốc tế, xuất khẩu sang các quốc gia như Đức, Myanmar, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nga, v.v. Mùa xuân năm 2018, thạch Rau Câu Long Hải tiếp tục là sản phẩm được lựa chọn yêu thích của người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi trên khắp cả nước. Chứng minh chính sự chân thành và chất lượng của sản phẩm đã giúp Long Hải gặt hái được niềm tin và sự trung thành của khách hàng ngày hôm nay.